Rồi khui thùng bồ nồi các bác, không phải bồ nồi, một cái chảo thôi. Hello, mến chào ở nhà nha. Tiên Store hôm nay giới thiệu với các bạn cái mình không biết gọi là chảo hay là nồi, nó chắc nó là cả hai luôn. Nó tóm là trước mắt là hiệu VMF với cái bán kính của nó là 28 Đường kính đường kính 28 cm. Rồi. Đây. Hiệu VMF thì chắc mọi người cũng biết rồi. Là hiệu của Đức ha, rất chất lượng rất là tốt. Tại sao mình gọi nó là cái nồi hoặc là cái chảo là vì nó to. Mở cái nắp ra nha. Cho mọi người xem là chất lượng của nó nè. bóng à Bóng. Mà cái nếp không có một cái chỗ nào bén hoặc là gì không, nó làm kỹ lưỡng nha. kiểm tra trên cái thành kiến đó coi nó có cong, nó có gì không. Không, nè, cái này. Dày nha, rất dày, bằng kiến. Rồi, giờ có cái chảo hay là... Tại vì nó như thế này, cho nên mình không biết gọi nó là cái chảo hay là cái nồi. Nó hơi dày, nó cao lên. Nó cao. Nó cao nhưng mà nó lại không cao như là bình thường, như một cái nồi cao như cỡ này mình nói ha, nhưng mà nó cao hơn cái gọi là cái chảo. Cái chảo thì thường nó Lại phẳng, lại nó lài lài ra, nó chỉ cao đến đây thôi. Cái này nó cao hơn, cho nên mình vừa gọi là nồi mà vừa gọi là chảo luôn cũng được. Đó. nó là chảo, tại sao gọi là chảo, bởi vì bên trong nó có lớp không dính nữa kìa, phải không? Bà lấy coi, lấy nó ra, nó Nó có có lớp lớp không không dính. dính à, cho cái món gì mà xào sơ trước rồi hầm nó nấu nó. Cái này ví dụ là để nguyên con gà, làm con gà xong rồi nhồi thịt xong chung quanh để khoai tây, cà rốt rồi gì đó, xong cái là để lên cái là hầm từ từ, hầm hầm chậm mới lên, hồi nó thành ra cái nồi, cái món ăn của người Tây nó gọi là ăn thóc. Rất là ngon. Lực chí đích nó coi cái này sử dụng cho loại bếp gì, cỡ loại bếp không? Bên hông thì là có bắn laser hiệu VMF nè. Là kia đích. Ở dưới đích mọi người xem nha. Bình thường nó hay bắn laser, còn cái này là nó dập cái chữ nổi nè, đẹp ghê ha. Sử dụng thấy có tất cả các loại bếp, Tất cả các loại có bếp bếp induction, kể bếp từ luôn. nè. Bếp từ, bếp điện thường, bếp ga xài cũng được luôn ha. Rồi bếp điện dây xài, nói chung là hình như cái này là bốn loại bếp thì Cái là này bếp gì bếp cũng xài cái được. bếp nổi cũ ngày trước cái gì đó. Tức là bếp dây điện á. Cái này có cái gì đây nè, AU aluminium ceramic 11 đó, sao đó, nó có in chữ gì đó. Cái này nó có chữ là AU11 NCP, có thể là tên cái series cũng không biết nữa. Đây nè. Ngay chỗ này nè, nó in nhỏ dưới. Đây nè, ngay chỗ này nè. AU là nghĩa aluminium á, là tiếng Đức là bằng nhôm, bằng thép gì á. Còn mangan 11, em thấy mấy cái nồi kia nó ghi gì đó. Nhưng mà cái này nó dập chữ nổi đẹp á. Bếp ga, bếp điện, bếp từ, rồi bếp điện thường. Đó. Nói chung là bếp gì xài cũng được hết. Đó. Cho hàng đây Dập là đây nổi mình nè. mua tại Đức, mình gửi thẳng trực tiếp về Việt Nam, không có trung gian, không mua lại gì của ai ở đầu Hà Nội gì hết đó nha. Không Cho phải nên hàng là gọi hàng không hai, có hàng hàng, B gì hết á. không có không phải hàng giạt, mà cũng không phải hàng gia công rẻ tiền gì gì giạt như ở Việt Nam bán giá rẻ đó. Không có nha, đây không có bán cái dạng hàng VMF lường gạt hoặc là hàng kém chất lượng giạt ra bên này, không đủ chất lượng á, giạt ra rồi Việt Nam mua về ở đầu nậu Hà Nội nhiều lắm đó. Rồi bán giá rẻ rồi mọi người cứ ham rẻ rồi mua rồi về xài không được, về bữa hư rồi mất tiền á. Ok, các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình ở dưới cái video này ha, phần phía dưới phần comment, hoặc là vô cái trang Facebook bán hàng của mình Tiên Store, hàng chuyển châu từ A đến Z, Lên trực trên tiếp kênh vô YouTube. trang website cũng có www.tienstore.net.
Rồi bà nói gì? Lên YouTube. Hoặc là lên muốn trên YouTube, vlog bà mà đẹp, trên đó còn nhiều video cho nhiều nhiều mặt hàng khác nữa, các bạn thích thì có thể xem rồi share cho mình hoặc là comment hoặc là tìm, nói chung cần gì cứ lên đó coi ha, tất cả các bạn nha. Chào các bạn.